Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết khu vực Tây Ban Nha có nguy cơ đối mặt với nhiệt độ cao với mức nhiệt có thể lên đến gần 40 độ C, 104 độ F ở một số nơi. Chính những điều đó đã gây khó khăn cho một số công nhân xây dựng ở Madrid, họ phải làm việc dưới cái nắng oi bức. Đây được xem là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm. Khách du lịch ở thủ đô của Tây Ban Nha chia sẻ, tôi rất ngạc nhiên trước cái nóng, tôi cảm thấy rất khó chịu.